trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đại lý Tôi Sài Gòn TV, chúng tôi hân hạnh trở lại đến phần thứ tư là phần cuối cùng của chương trình tử vi và số mệnh ngày hôm nay. Chương trình được phát hành vào mỗi thứ sáu từ 2 giờ đến 3 giờ PM giờ California. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về chủ đề là tham sân si, tham vọng, sân hận và si mê. Kính thưa quý vị, ở trong cái thiền học, thiền thì nó từ cái thiền của nó phát sinh ra cái trí tuệ của mình. Và ở trong cái bên Trung Quốc họ có cái môn gọi là thiền đốn ngộ, tức là người ta đặt câu hỏi để cho cái tri thức mình bên trong làm việc, và như thế là ta cứ thiền, ví dụ như cái câu hỏi là chúng ta từ đâu đến và khi chết chúng ta đi về đâu. Trong cái thiền định đó, họ cứ hỏi lúc nào đó họ đốn ngộ ra cái tri thức đó, tự trả lời. Có khi họ thiền tới cả năm, nhiều năm trời. Nhưng cuộc sống của chúng ta ngày nay, chúng ta không có thời gian để mà ngồi thiền như vậy. Chúng ta phải đi cập nhật với những sự sinh hoạt của đời sống để cho cuộc sống của chúng ta được hoàn hảo hơn và đầy đủ hơn. Và quý vị hiểu rằng là cái sự mà khai mở trí tuệ của một con người chẳng qua là chỉ một cá nhân nhỏ thôi. Còn cái vấn đề tham sân si của một cá nhân thì nó quá nhỏ đối với tham sân si của một người mà có ảnh hưởng đến vấn đề của đất nước. Một người không sống vì mình mà sống vì đất nước, vì nhân loại, đó là một cái cuộc sống rất là quý báu mà chúng ta cần phải bảo vệ. Và chúng ta hiểu rằng là những cái tham sân si mà nó thuộc về tham sân si xấu thì chúng ta phải nhận ra được. Ví dụ như là Trung Cộng họ có một cái tham vọng để mà bành trướng cái đảng chủ nghĩa cộng sản, cũng như là đi lấy đất rồi lấy biển rồi bành trướng để mà kèm nước này chế hóa nước kia, vân vân. Cái tham vọng của họ là bành trướng thế giới và là giống như Hitler ngày xưa đó. Nhưng mà kính thưa quý vị, cái tham vọng càng lớn bao nhiêu thì chúng ta càng có thời gian dài để giải quyết. Cuối cùng là những tham vọng xấu đều đi đến chỗ một cái chung cuộc vô cùng tệ hại và tang thương cho đất nước của họ. Chúng ta phải theo cái luật trời đất, đó là cái lẽ tự nhiên của âm dương tiến hóa là như vậy. Và gần đây thì chúng ta thấy rằng là cái tham sân si của ông Kim Jong Un, cái tham sân si của ông Kim Jong Un là cái tham vọng của cái làm bá chủ thế giới về nguyên tử, cũng như rằng là họ kinh nghiệm rằng là nếu nước nào mà có vũ khí nguyên tử tối tân nhất và tàn bạo nhất và thành tựu nhất thì đó sẽ làm bá chủ thế giới. Thế nhưng ông đã sai lầm, ông sai lầm. Cái tham vọng của mình chỉ nghĩ đến cái quyền lực của một gia đình của ông mà thôi, cái quyền lực, cái chức năng của ông mà thôi, nhưng mà ông quên mất nhìn đến cái sự sống còn của dân đất nước. Chúng ta nhìn xem từ năm 1954, sau khi Hiệp định Geneva đã chia những đất nước cộng sản và đất nước của người quốc gia chia làm hai, thì Bắc Hàn, Nam Hàn cũng ảnh hưởng bị như vậy. Và đến ngày nay thì nếu mà để sự tuần tự như thế thì chúng ta thấy rằng là không có gì mà những cái chiến tranh thay đổi nước Việt Nam chúng ta sẽ thành công và lớn hơn Nam Hàn ngày nay. Chúng ta thấy đó, đảng cộng sản cũng như là cái đường lối âm mưu của họ là họ chỉ muốn làm giàu cho cái chủ nghĩa cộng sản, làm thành tựu cho chủ nghĩa cộng sản, cho cái đảng của họ đã là một mặt, và họ sống rất là giàu có, còn dân chúng thì rất là vô thức, nghèo và tệ nạn. Nhưng mà chúng ta lại thấy họ có những cái gọi là mass psychology, những cái brainwash. Họ có những người mà họ đã huấn luyện được, tức là khi mà gặp ông Kim Jong Un xuống thành phố, dân khóc kêu la giống như là một vị thần, một vị thánh vậy đó. Chúng ta nhìn thấy cái hậu quả thế thảm là nước Bắc Hàn bây giờ là đói nghèo, và chúng ta nhìn Nam Hàn, coi sự thành công của Nam Hàn, không cần một nước nào đụng tới. Từ đất nước phát triển từ năm 1954 đến giờ là một nước vô cùng văn minh và vô cùng phát triển là như vậy. Chúng ta nhìn thấy con đường đó thì chúng ta hiểu đường đi của chúng ta, mặc dù là đất nước chúng ta bị vướng mắc bởi cái cộng sản, nhưng chúng ta phải tìm đường hướng, tìm cách để mà né cái đại họa của dân tộc. Kính thưa quý vị, đó là cái phần chương trình của cái tham sân si, đại họa của tham sân si cho những quốc gia là như thế. Tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh của người kế tiếp ạ. Alo. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. Đọc đó ạ. Dạ. À, nói
Dạ vâng, nói ạ. Em sinh tháng 4 ngày 16 năm 70. Không biết giờ. À, năm 70 tức là nếu không giờ sinh thì không được lá số. Người năm 70 sinh vào năm Canh Tuất, tức là gọi là thoa xứng kim. À, người năm Canh Tuất năm nay là cái năm ta bị tê liệt hoàn toàn nha. Từ sức khỏe, từ công việc làm đến mọi thứ đều thất bại nha. Nhớ là năm nay á, là cái năm mà không nên làm bất cứ một việc gì, từ sức khỏe, công việc, mọi thứ đều bế tắc hết tất cả, phải cẩn trọng vô cùng nha. Xin biết năm tháng ngày sinh của người kế tiếp ạ. Alo. Cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Alo. Dạ vâng. Cho biết. Xin chúc họ thành hỏi được không ạ? Vâng. À, cho biết năm tháng ngày giờ sinh đi ạ. Dạ, sinh ngày 21 tháng 10 năm 76, con trai. À, không nhớ ngày giờ. À, không nhớ ngày giờ thì không thể làm được lá số, được lá số tử vi. Sinh năm 1971 như thế. À, người này tôi gọi là năm Hợi nhá. Năm Hợi mà tôi gọi là Tân Hợi. Tân Hợi năm nay thuộc về cái mạng là mạng kim nha. Mạng kim mà cung phi là tính cung khôn. Cung khôn là tuyệt, là một năm vô cùng xấu, không có thành tựu được tí xíu nào cả nha. À, năm Tân Hợi là cái khắc, bị khắc chế từ công an việc làm cho đến cái sinh hoạt của công việc. Nếu mà làm việc nào thì ở yên việc đó, chớ nên thay đổi, chớ nên phát triển, giữ nguyên và cầm cự, chờ đến năm tới thì sẽ phát triển nha. Đó là năm Tân Hợi là như thế. Mọi mặt từ tình cảm cho đến công an việc làm cho đến sức khỏe đều bị bế tắc, và cẩn trọng là không thay đổi. Chúc may mắn. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Dạ, tháng 7 năm 2008. Ngày 22 tháng 7 88 năm 88, sẽ lúc mấy giờ ạ? 68, lúc 5 giờ sáng. 68, như thế là lúc 5 giờ sáng là giờ Dần. Tôi xin phép trình bày lá số của người nữ này như sau. Người nữ sinh vào ngày 22 tháng 7 năm 1968 và giờ Dần. Kính thưa quý vị, sở dĩ mà tôi rất là cẩn trọng vấn đề là lấy đúng năm tháng ngày giờ sinh là vì lý do nếu trường hợp mà lấy sai ngày tháng giờ thì tôi sẽ nói với cuộc đời của người khác, nó phí công của người gọi vào đi, vì gọi vào thì quý vị hiểu rằng là gọi vào số lượng rất là đông, 30-40 người gọi vào một lúc, nhưng tôi chỉ lấy được một người mà thôi. Người nam mà sinh vào ngày 22 tháng 7 năm 1968, sinh vào giờ Giáp Dần, đây là người nam, phải nói là hiền lương đàng hoàng tốt đấy nha. Làm việc người nữ này thì là một người nữ hiền lương, tốt đẹp, giỏi, tháo vát, tương đối là cái người khá đấy. Nhưng người này chỉ có một điều duy nhất là có tin vào cái khả năng làm việc của mình, có tin vào cái tài của mình đó, đâm ra tự mình làm khổ nha. Có chồng đấy nhưng mà cuối cùng sống trong cái cảnh gọi là giống như không có chồng vậy đó, nó bị bế tắc nha. Và đường con cái thì rất bận rộn, lo con cái, nhiều thứ các cái. Cuộc đời người này tương đối về già thì mới tạm được mà thôi. Đây là người không được thành công nhưng mà trung bình mà sống. Chúc may mắn. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần kết luận của chương trình ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta là tham sân si. Tham sân si, điều chính chúng ta muốn nói đến cái sự tham sân si của những người lãnh đạo quốc gia, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu mạng sống của con người. Chúng ta vô cùng tránh né và chúng ta đổi thay, còn bổn mạng cá nhân, số mệnh của một con người tham sân si chẳng qua có một cơ bản của một người mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết con đường của chúng ta là tham sân si, đời của chúng ta tham sân si ở đâu, chỗ nào, và chúng ta đang cái giai đoạn mà sắp hết cuộc đời chưa, hay là sắp chưa thành tựu, hay là đang bị tham sân si mà nó phá, vân vân. Đó là cái con đường không ngoan để chúng ta có một đời sống tốt đẹp hơn. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới, và chúc quý vị một ngày an bình, một cuối tuần đầy thắng lợi. Xin kính chào quý vị.